Hơn 20.000 người Việt Nam tử vong mỗi năm vì loại ung thư này. Tại Việt Nam, ung thư phổi nằm trong top đầu các loại ung thư thường gặp với tỷ lệ tử vong rất cao. Triệu chứng của bệnh thường âm thầm, khó nhận biết, dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác. Ung thư phổi là tình trạng các tế bào ác tính xuất phát từ phổi, thường từ lớp tế bào lót lòng đường thở. Đây là loại ung thư nguy hiểm hàng đầu vì diễn tiến âm thầm và khó phát hiện. Hầu hết người bệnh đến điều trị ở giai đoạn muộn, dẫn điều trị khó khăn kèm theo gánh nặng về kinh tế. Chỉ riêng trong năm 2020, Việt Nam có thêm 26.262 người mắc ung thư phổi và có hơn 23.000 trường hợp tử vong. Con số này xếp vị trí 56 trên 185 trên thế giới và top đầu ở khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là bệnh ung thư đứng hàng số 2 tại nước ta về tỷ lệ mắc mà tử vong. Theo bác sĩ Phan Quang Hiếu, khoa hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, người dễ mắc bệnh ung thư phổi là người hút thuốc lá chủ động và thụ động. Khoảng 80 đến 85% người hút thuốc lá chủ động có thể mắc bệnh này. Trong khi đó, Việt Nam là nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao bậc nhất thế giới, nam chiếm 56,1%, ước tính có đến 67,6% người không hút thuốc bị phơi nhiễm với khói thuốc tại nhà và 49% phơi nhiễm tại nơi làm việc. Ngoài ra, người làm việc trong môi trường ô nhiễm như nhà máy công nghiệp nặng, khoáng sản thường xuyên tiếp xúc với các chất khí độc hại, người thân bị ung thư phổi, người có bệnh lý mạn tính về phổi cũng có thể mắc bệnh. Triệu chứng ban đầu của ung thư phổi thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn, cụ thể như ho dai dẳng, mệt mỏi, khó thở khi gắng sức, đau ngực, sụt cơn không có nguyên nhân, ăn uống kém, trầm tiêu. Đôi khi bệnh nhân phát hiện bệnh khi có triệu chứng ở những cơ quan mà ung thư phổi di căn đến như hôn mê, liệt nửa người, di căn não, đau cuộc sống, yếu liệt hai chân, di căn cuộc sống, sờ thấy khối u trên xương đòn, di căn hạch. Bác sĩ dẫn chứng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từng tiếp nhận một phụ nữ hơn 60 tuổi bị ho kéo dài, gầy yếu, sút cơn suốt một tháng. Bắt đầu từ ho khan, bà ho thành những cơn kéo dài, điều trị kháng sinh không đỡ, vận động khó thở, ho dai dẳng khiến người bệnh và gia đình vô cùng lo lắng. Bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm huyết học, chụp cắt lớp, xạ hình xương và được chẩn đoán mắc ung thư phổi tuyến biểu mô. Hiện nay điều trị ung thư phổi có các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị kết hợp xạ trị, điều trị nhắm trúng đích, điều trị miễn dịch, kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể tự tiêu diệt tế bào ung thư. Với từng bệnh nhân, các bác sĩ phải hội chẩn và cân nhắc nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, thể trạng, tình trạng khối ung thư, tiền sử kháng thuốc và nguyện vọng của người bệnh, từ đó quyết định phương pháp điều trị. Theo bác sĩ Trần Thị Ngọc Mai, khoa hóa trị ung thư, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, một số phương pháp điều trị ung thư có thể gây ra tổn thương cho các tế bào sinh dục như tinh trùng và trứng, dẫn đến bất thường hoặc biến chứng khi sinh, gây nguy hiểm cho người bệnh. Do đó, nếu còn người bệnh nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ về biện pháp tránh thai trong thời gian điều trị. Ngoài ra, người bệnh cần bỏ hút thuốc lá, có chế độ ăn uống nhiều dinh dưỡng kết hợp với hoạt động thể chất tùy theo thể trạng, giữ vững tinh thần và cảm xúc, tránh hoang mang lo sợ. Để phòng ngừa ung thư phổi, cần giảm nguy cơ mắc bệnh bằng việc nói không với thuốc lá, hạn chế tối đa việc hút thuốc lá thụ động, duy trì chế độ ăn nhiều rau củ và trái cây, tập thể dục hàng ngày, đặc biệt những đối tượng có nguy cơ cao cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.